Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 8 tháng 10 tại thủ đô Jakarta, ông Suboto Bumrogroho, người phát ngôn của cơ quan cứu trợ thảm họa Indonesia, đã cung cấp cho truyền thông những thống kê thiệt hại mới nhất về người và của trong trận động đất sóng thần hôm 28 tháng 9 vừa qua. Dựa trên các báo cáo từ các vùng Betobo và Balora thuộc thành phố Palu, còn khoảng 5.000 người bị mất tích. Việc thống kê số người chết mắc kẹt trong bùn đất và các công trình đổ nát không hề dễ dàng gì. Ông Suboto cũng cho biết quá trình tìm kiếm người sống sót sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Sau thời điểm đó, những người chưa được tìm thấy sẽ được xem là đã tử vong trong thảm họa ngày 28 tháng 9. Các thống kê ban đầu cho thấy thảm họa kép động đất và sóng thần tại miền Trung, đảo Sulawesi đã phá hủy tổng cộng 65.733 căn nhà. Hơn 70.000 người đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất.